Khi chồng đang ngủ say, cô vợ mò dậy làm chuyện bí mật, ra lấy chìa khóa đã cất giấu, mở ra căn phòng thần bí. Phượng Hằng ra chuẩn bị khui nào. Khui thùng đầu tiên là máy giặt mini. Máy có hai chế độ giặt và vắt khô. Thùng thứ hai chứa máy chụp ảnh lấy ngay. Ảnh in ra vừa nhanh vừa đẹp. Robot hút bụi ở trong thùng thứ ba, tự động hút bụi sạch sẽ. Thùng thứ tư đựng quạt hơi nước, có thể để bàn rất tiện dụng. Bên trong thùng năm là máy ngâm chân massage, bạn sẽ có những phút giây thư giãn. Thùng cuối cùng là máy gọt bút chì tên lửa, cho bút chì vào sẽ tự động gọt.